Hello các bác và anh em là những người đam mê súp nhá. Tiếng súp nó là một tiếng không thể thiếu được đối với một bộ dàn âm thanh tiêu chuẩn bao gồm một loa full và loa súp. Thì loa súp nó có nhiệm vụ tạo ra tiếng bát dày, tiếng bát ấm và tiếng bát nội lực. giúp cho nghe nhạc nó được đậm đà hơn và đặc biệt trong karaoke okay, thì súp có nhiệm vụ cầm phách, cầm nhịp để các bác hát đúng nhạc hơn và hay hơn. Thì trong ngày nay anh mới về được hai quả súp siêu đẹp nhá à, siêu cao cấp đến từ hãng JBL và có một đen là Ion 518 m thì đây là một dòng súp điện sở hữu bát 50 leo và tích hợp luôn đẩy cờ rao tức là nhà xuất người ta làm sẵn cho bác một cái mạch công suất và chỉ nhiệm vụ là cắm điện cắm nhạc à, tự động cái cỏ súp này nó sẽ điều chỉnh cho bác tiếng giúp ra để bác nghe nó được đã hơn và hay hơn thì cỏ súp này nó trong cỏ súp rất nổi tiếng với nhá mà nhiều bác cũng muốn sở hữu cho mình để ghép vào những cục đẩy hai kênh hoặc là những chiếc âm ly đánh với loa bốt hoặc là loa khác mà thiếu tiếng mát thì ngày nay em giới thiệu bác về hai cỏ súp đẹp như vẽ nhé đầu tiên về thế cái thùng nhá, nó là dòng thùng gỗ cực cao cấp này đấy rất là dày nhé đấy bịch luôn và sơn sần nhựa tình trạng đẹp thì gần như là chín tám nhé đấy anh em xem này hai cửa sổ thông khí và thùng thay cái này rất là chất đúng không đấy có cả đèn để báo logo phát sáng này và có những những thanh răng của nó này. rất là cầu kỳ đúng không rất là chắc chắn thùng rất là dày đẹp nhé đấy mà từ cái lớp keo nhựa này sắc xảo và toàn bộ cái mạch công suất đó nhé nó lắp trong một cái hộp nhựa kìa đấy ở trong kìa rất chắc chắn và cẩn thận về cái căng đó này cái căng đó là cái căng bằng sắt JBL làm trong chuỗi là 500 bác nhá. EO. Cái này rất nhiều ốc các bác nhá. Rất nhiều ốc em quay kỹ cho các bác để bác xem này. bên trong này căng nhựa này. Đấy em và được hai quả đẹp như nhau bác nhá. Không quả nào xấu ạ. À. Toàn đẹp thôi, xuất sắc. Đấy hai quả xuất sắc nhá. Thùng thành bóng liễng chưa sứt mẻ bác nhá. Đây là vỉ mạch các bác này. 518S. Đấy. Tức là cái này thì nhà xuất đã, tính toán sẵn các bác rồi. Họ làm cho bác một cái lúm để to nhỏ tiếng súp thôi chứ còn vẫn cái mạch cắt súp ấy thì được nhà hãng là tính rồi do vậy các bác không phải chỉnh gì cả với nhá hỗ trợ bác hai cổng vào a và b thì ngoài ra là hỗ trợ anh em cả cái rắc sáu ly đấy nhá cắm này tự động nó sẽ ra súp và bác chỉ nhiệm vụ to nhỏ thôi chứ không phải làm gì với nhá thứ hai là có nút đảo pha để sao nó trùng pha của nó phun đấy à, chạy điện áp là 220V trăm hai mươi nhá lắp ráp sản xuất tại Mexico lắp ráp sản xuất tại Mexico súp rất đẹp này anh nhìn này cả cả cái thùng thành này rất chắc chắn và đẹp nhá mạch điện nguyên bản tất cả nguyên bản em nhá đấy chắc chắn đây em bằng hai quả không chê điểm gì nhá không điểm chơi luôn đấy thùng thành đẹp về bát vào này đấy bao nhiêu màng nữa. chống luôn rất đẹp nhá gân lụa tầm dầu ba sóng mang sóng rất là đẹp này đấy. mã mang đầy đủ nhé nét căng luôn và cái xương nó rất là mới nhé anh em xem này rất là mới cóng luôn mã mát đó là 268G lắp ráp sản xuất tại Mexico nhé đấy dấu mã đầy đủ luôn tem mã vạch tình trạng zin tuyệt đối bao đẹp anh em bao hay nhé Đấy bao nhìn leo trông rất buồn cười nhưng mà hay lắm nhá. Tiếng mềm lắm. Nó xuất mắc nó tới cho các bác tầm ba uh, 2 rồi. Đấy. Có xuất khởi động nó 800 W rồi. Đây là xuất đồng bộ các bác an tâm nhá. Tích hợp luôn một cho các chơi luôn. Đây quả thứ hai nhá. Cũng như vậy luôn, không có điểm trừ. Nói chung bên em lấy hàng nhá. Thì không điểm trừ luôn. Để cho lại các bác khi mà mua ấy, thì cứ an tâm mà không sợ là quả nào đẹp quả xấu nhá. Hai quả như nhau nhá hai quả nhìn đẹp như nhau luôn xuất sắc và tí em báo giá luôn để anh em tham khảo nhé đấy, đẹp lết căng đúng không? không thì vết đấy em sẽ quay xa nhé quay gần thì các bác nhìn thật kỹ cho em đấy, khi mà bác mà xuống tiền thì em sẽ chuyển hàng nhé và bác nhớ cọc cho em nhé cái này ghép những con âm ly và đánh như loa bốt và thiếu bát hoặc là loa JBL thiếu bát hoặc là cái đẩy hai kênh mà nó chưa có súp ấy thì cho súp vào cực gai luôn nhé và ra tiếng ui chứ hay luôn Đấy, đẹp như vẽ đúng không ạ? Xuất sắc. Rồi em quay lướt một lần thùng thành với nhá, cả hai con đây. Mà xem mướt mượt đúng không ạ? Không điểm trừ luôn. Đấy, không điểm trừ các bác nhá. Thì quả súp này phải điểm nó đắt các nhá. Thì lên cái mức giá tầm khoảng 28 trên triệu. Nhưng thời điểm này các bác ạ. thì em bán cho bác cực kỳ tuyệt vời nhé, Giá này các bác giật mình luôn. Đấy, giúp em quay em quay kỹ rồi đúng không? Bao tất cả zin đẹp cho các bác luôn. Đây. Nắp ráp sản xuất bởi Eco. 518S Ion nhá, bản cao cấp đấy. Của Mỹ đấy. Thì con loa này ấy, thì thường thường ngày xưa các mua với giá tầm 28 triệu hay 7 triệu, nhưng bây giờ nhá, em sẽ bán bác là 23 triệu. Đấy, bao ship. mà tặng anh em một cái dây cắm xịn sò đây. 23 triệu. Thế bác nào mà đang có nhu cầu sở hữu săn tìm những quả súp như này ấy, thì alo cho em nhé em quay kỹ này tất cả em bao zin bao đẹp hết cho anh em luôn không giấu giếm gì luôn nhá quay cực kỳ kỹ càng 23 triệu tiếng tiếng súp này nó quá mềm luôn nhá nó lại leo tiếng nó cực mềm cực ấm cực êm nghe nhỏ lắm tiếng uịch với nhá da mềm phối với nghe nhạc thì tuyệt vời luôn em quay kỹ thì bác nào mà thấy đang có nhu cầu ấy ghép thì alo cho em thì ngoài ra em còn cả súp của Motivit với này đấy Moti là thương hiệu nổi tiếng đúng không rất là đẹp hàng nhập khẩu mới tinh nhá cực hay cực bền thì giá nó tám một rưỡi còn cái cặp súp này thì là hai ba triệu một quả quá nhá đấy, anh nguyễn chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video